lôi kéo mỹ đô tòa nữ vương vọt ra khỏi thành tiêu viêm cấp tốc triệu hồi ra được cặp song rực sau đó nhanh chóng hướng về ổ thản thành bay đi ở các loại gần như cực hạn gấp rút lên đường ven ven đúng hai canh giờ thời gian một tòa thành như ẩn như hiện hình sáng đó là mơ hồ xuất hiện tại trong tầm mắt của tiêu viêm Hai người ở bên ngoài, ngoài ô thản thành cách đó không xa hạ xuống. Sau đó dừng lại, tiêu viêm lại chẳng hề để ý đến Mỹ đô tòa nữ vương bên cạnh. Về mặt hơi u ám hướng về cổng thành mở rộng kế bước nhanh vào. Tới gần cổng thành, tiêu viêm ngẩng đầu liếc mắt lên trên phía bên trên bà chữ to đúng. Ô thản thành, không khỏi sững bước nhìn xem một hướng thông đạo sau so cửa thành âm truyền đến đến trên tiếng người huyền náo. Gã thở vào nhẹ nhõm, lầm bầm nó một mình. Ô thản thành, tiêu viêm tà suốt cuồng đã trở lại bước vào cổng thành bông qua một đoạn không đào có một chút tối tăm tiếp đó trước mắt ánh mặt trời bỗng nhiên sáng rõ tiêu viêm lúc này hơi ngẩng đầu đường phố đan sen ẩn lộ ra một chút thân thiết và quen thuộc hiện tại xuất hiện ở trong tầm mắt hai năm cũng không thay đổi gì nhiều nhẹ nhàng cười cười trở về nhà hầm nóng cổ tình cảm lạnh nhạt làm cho vẻn vẹn u ám ở trên khuôn mặt của tiêu viêm phai nhạt đi một ít lại nhìn mỹ đồ tòa nữ vương không nhanh không chậm đi theo ở phía sau một cái Nhắc đôi chân đã từng qua lại trên đường phố đó mười mấy năm bước nhanh đi Bởi vì trong lòng thấp thỏm gia tộc đã xảy ra chuyện Lúc này thì tiêu viêm trên đường không có sừng lại Một mạch đối chiếu đường xá trong trí nhớ vội vã bước nhanh đi Trong lúc tạt qua tại trong vài cửa hiệu phường thị ngày trước của tiêu xa Thoáng ngừng bước một chút nhìn phường thị có phần không có sinh khí Gã khẽ cò máy nhịp chân cũng là dần dần nhanh hơn hơn 10 phút sau, tiêu viêm ngựa quen đường cũ đi xuyên qua đường phố ngăn nắp, sau đó cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng về một tòa đại viện nằm ở cuối con đường. Hai chữ tiêu xa thật to ở phía trên cổng khiến cho gã chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đứng ở cửa nhà mình, tiêu viêm cũng bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua xung quanh tiêu xa, năm đó hắn sở nhà đi, thì nơi này cơ hồ đồng như là chạy hội. Mà giờ đây biểu hiện lại rất lạnh lẽo buồn tẻ, ngày xưa cửa đại môn chỉnh tề đứng thẳng, đủ cả một vẻ uy thế nhưng bây giờ dĩ nhiên là một tên cũng không thấy. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho mày tiêu viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mỹ đô tòa nữ vương phía sau, Trong mặc một chút bỗng nhiên nhạ giọng nói, có thể đáp ứng ta một chuyện này được không? Không được, nữ nhân này dường nhờ đối với thái độ lúc trước của hắn vẫn canh cánh trong lòng, do đó ả ta nói từ chối cực kỳ nhanh nhẽm. Chi phí là một gốc dược liệu quan trọng dùng luyện chế giao sung linh đàn đấy. Tiêu viêm hở hững nói, ngươi có, nghe vậy cặp mắt của Mỹ đồ tòa nữ vương liền sáng lên một chút, có một gốc bát lăng ma châm quả. Vào lúc trước mở ra ma thú sân mạch, giữa cái tiểu sân cốc tiêu viêm mang theo vẻ không ít dược liệu mà luyện chế giao sung linh đan cần bắt lăng ma châm quả, đúng lúc hắn đang giữ cái đó. Cái gì nào? Hôm nay nghe ta nói Giết người sao? Mỹ Đô Toàn nữ vương vừa vặn do dựa không đến hai giây liền gật đầu Trong lòng của ả giết người theo thông lệ của nó Từ đông sang tây bất thì bất kỳ đâu đều phải từ lợi ích thực tế Cười nói xong tiêu viêm xoay người đi tới đại môn gần đấy Nhưng mà cước bộ vừa bước vào một âm thanh có chút nòn nớt phẫn nộ Từ phía sau cửa vang lên Ngươi là ai? Thực thì khi dễ tiểu xa ta không có người chắc âm thanh làm cho tiểu viêm cước bộ không khỏi ngừng lại một chút quay đầu nhìn đến nhé nhìn về phía âm thanh vang lên ở sau đại môn phía trong một tiểu cô nương xinh đẹp chỉ chừng 12 13 tuổi đang lườm hắn bằng ánh mắt giận sữ người Ánh mắt đang chậm rãi đào qua trên người của tiểu cô nương đó, nhớ lại vài năm trước, từ sâu trong tâm trí kiếm qua, khuôn mặt của tiểu viêm thắng nhu hòa ra một chút, khẽ cười nói ta nhớ đích xác ngay hẳn là gọi là tiểu thanh biểu muội của tiểu mỹ muội muội đây má hai năm không gặp vậy mà đã lớn dữ vậy Tiêu viêm một hơi liền gọi ra tiền của cô Tiểu cô nương rõ ràng giật mình Con ngơ linh động vẫn là sừng lại trên người của Mỹ đồ tòa nữ vương một hồi Mặc dù hiện nay tuổi vẫn còn nhỏ Nhưng nàng lại y nguyên là nữ nhân rất xinh đẹp lộng lẫy Lúc này gương mặt che sau vùng ở mỏng lại bị bất ngờ Bất ngờ trong phút chốc ánh mắt đó sừng lại trên khuôn mặt của tiêu viêm Nhìn trộm một gương mặt ấy thay đổi là có điểm quen thuộc Hàng mi bé mảnh khảnh của tiểu cô nương này cau lại Đang khổ sở suy tư Cao mày trầm tư rất lâu, Tiêu Thanh trong giây lát đó suốt cuộc nhớ tới cái gì đó. Nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đó thay đổi đỏ lên. Trong con người linh động, nhà lên nhạc nhìn mừng rỡ cùng xúc động. Một lát sau nhịn không được xúc động, Tiểu Cô Nương bỗng nhiên nhào đầu qua phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, thật sự là ca ca, cuối cùng cũng quay trở về rồi nhảy tới một bước đỡ lấy tiểu cô nương đó tiêu viêm mỉm cười vuốt tóc tiểu thành âm thanh rượu sang nói tiểu ni tử hai năm không gặp đều mau chóng vượt qua tỷ thị, thị của người sau này khẳng định cũng đã là một nhân tài lớn biểu ca người đã trở về trong tộc nảy sinh đại sự rồi những tên giao hỏa xấu xa ấy muốn nhân lung cháy nhà đến hơi của tự nhiên đều đến tiêu xa nghe mẫu thân nói những kẻ đó muốn cướp đoạt phường thị của chúng ta hại chúng ta gần đấy ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực gã ngẩng lên trên khóc ảo hiểm thấy tiểu thanh đôi mắt đỏ hoe khóc thút thít nói hơi hơi gật đầu tiêu viêm mỉm cười vỗ lưng của tiểu thanh thấp giọng nói được rồi tiểu ni tứ không cần sợ hãi những việc này cứ sao cho biểu ca đi dẫn ta đi vào nhìn xem Dạ vâng Tiểu Thanh lúc này vội váng suy nghĩ lại một chút Do lúc trước có tiêu viêm giúp Tiêu Sa nổi dậy trở thành một thế lực lớn nhất ở ô Thản Thành. Bởi như vậy uy tín của Tiêu Viêm tại một thế hệ tiểu bối trong Tiêu Sa cực kỳ lớn. Hơn nữa thời gian hai năm này, bởi vì nguyên do so một mớ liệu thường dược hắn để lại, Tiêu Sa thế lực cũng đã từng bước mở rộng, cho nên tại trong lòng những tiểu Sa hỏa này việc tiêu viêm biểu ca đơn độc sờ nhà rèn luyện cơ hồ là tồn sùng như là một loại thần thánh bản lĩnh cao cường thân thể thẳng đứng tiêu viêm nhìn tiểu thành ở phía trước tâm tình hớn hở đang nhảy nhót trên con đường nhón khuôn mặt gã cũng đã trở lại âm trầm bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hắc thức sau lưng luồng sắc khí ấm lãnh kia bỗng nhiên từ trong cơ thể bỗng dựng lên làm cho mỹ đô tòa nữ vương bên cạnh cũng cảm thấy rất là kinh ngạc nhíu mày Đi xem phía sau tiểu thành, tiêu viêm cước bộ bước đi nhẹ nhàng ở trên con đường mòn bằng sỏi. Cảnh vật chung quanh quen thuộc đã xa cách 2 năm, làm cho ký ức thời trẻ thơ cũng chậm rãi từ trong đầu của tiêu viêm thẩm thấu mà xa. Một mạch đi theo tiểu thành tiểu thánh quay xa mấy con đường mòn, một tòa đại sảnh khá rộng lớn, dần dần hiện ra ở cuối tầm mắt. Những tiền bại hoại đó đã ở bên trong, đại trưởng lá bọn họ cũng ở bên trong, bất quá trên người của bọn họ đều có tổn thương. Bằng không thì đám sao hỏa ấy cũng không dám làm càn đến như vậy. Tiểu Thanh lúc này sơ sơ tiểu quyền đẩy lên trên về phía đại sảnh cầm phận nói. Có thương tích trong tổng quả nhiên là đại sải giáo chuyện. nhếch môi tiêu viêm bước lên trên bậc thang đá. Sau đó đứng ngoài đại môn bị phong bế. Lặng yên nghe âm thanh ở bên trong khóe môi dần dần nhấc lên trên một nụ cười lạnh đại sảnh rộng lớn tia sáng nở rộ ra lộ gió bỏ không khí cũng đã có chút âm u ở trong đại sảnh đám đông chen chúc ít nhất là hơn trăm người chia thành hai phe đối địch với nhau giữa hai bên như là hổ đòi rình mồi nhìn qua thực sự là có chút mùi vị sắc bạo động Trước hai phương nhân má đều có vài người ngồi ở phía trước, ở trong đám người nhà họ Tiêu là ba vị tiêu sao trưởng lão. Trong qua lúc này ba người sắc mặt hơi tái nhợt, từ vẻ ngoài của họ có chút ăn nhàn thế nhưng trà số không được đồ khí chảy ra ngoài nhiều quá. Bộ sáng nhìn đến rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Ở phía đối diện với tộc nhân tiêu xa là một đám hán với vẻ mặt kiêu ngạo, đám người thủ lĩnh đang ngồi ở trên ghế thái sư ba người này. Một kẻ trong số đó rõ ràng đã từng bị tiêu phiêm làm cho nguyên khí đại thương, đúng là xa liệt gia tộc, tộc trưởng xa liệt tất. Ngoài ra, tiêu viêm nhận biết đến thêm một người, năm đó ngang hàng với tiêu xa, một trong tam đại gia tộc ở Âu thản thành, áo bà gia tộc, tộc trưởng áo bà mặt đốn. Còn người thứ ba lại tương đối xa lá, khe này trên người mặc một bộ trường bào luyện dược sư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tuổi tác khoảng trường trên 15 tuổi. Hấp dẫn nhất cũng là trường bào lời ngực, lão vẽ ra một cái huy hiệu đỉnh lô, ở trên huy hiệu bà vạch ngân sắc gợn sóng giống như là một thứ đồ vật gì đó sống động nhẹ nhàng vặn vẹo tam phẩm luyện dược sư tại trong phạm vi ô thản thành này cũng không có luyện dược sư công hội nên một tên tam phẩm luyện dược sư hầu như có thể khiến trợ bất cứ thế lực nào đều cảm thấy lo sợ lão tam phẩm luyện dược sư xa lạ này cũng đang là người mà bà vị trưởng lão tiểu xa kiêng kỵ nhất lúc này Hai vị tộc trưởng tuy rằng Tiêu xa Ta gần đây gặp phải một vài phiền toái, nhưng hai vị dường như thực sự tưởng rằng Tiêu xa Ta đều là một nhúm đất xét phải không? Ô thần thành phường thị này Tiêu xa Ta vất vả dốc sức ra làm mới có được, các người già giá thấp như vậy lại muốn thù mua nằm mờ giữa ban ngày sao? Như trưởng lão sắc mặt âm u như nước, ánh mắt đào qua phía đối diện một đám người tàn bạo như làng hố lạnh lùng nói. Ha ha, như trưởng lão nói đùa hai năm nay tiêu xa các người cơ hồ là độc chiếm ổ thản thành tiên tay sùng túc tự mình buôn bán có lãi hết sạch nếu như cứ tiếp tục mãi như vậy chúng ta ngoài cách rời khỏi nơi này ra chỉ sợ không có con đường thứ hai để đi rồi nơi này là căn cơ của chúng ta rời khỏi muốn tại địa phương khác sừng lại bến rẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng hừ vì sinh tồn chúng ta cũng là cưỡng bực bực đặc sĩ mong rằng bà vị trưởng lão thông cảm vậy chỉ cần các người có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta đưa ra để giữ tình cảm và thể diện ở ngày xưa Sau này chúng ta cũng sẽ không quá khó với tiêu xa Có tiền mọi người cùng nhau kiếm thế không phải quá tốt sao Áo ba mặt đốn cười trầm biếm nói Con mẹ nó, 8 vạn kim tệ một tòa phường thí Ngươi có là cái đồ vườn bắt đảng cướp đoạt hả Hai mắt đỏ rừng trừng trừng nhìn áo ba đặt muỗn Tính tinh của tam trưởng lão vẫn nóng lệ nhịn không được, đập bà một cái chỉ vào áo ba mặt đốn nổi giận nói. Lão tam, Đại trưởng lão một tay chậm ngang người của Tam thượng lão một tay giữ chặt que khẽ quát, không được lộn xộn. Con mẹ nó chứ, căm tức ngồi xuống Tam lão bàn tay cầm ấm trà nặn nặng xa vang lên tiếng kinh kít ha ha tam trưởng lão không ngờ lộ khí trước sau như một bức bôi quá dễ tổn hại sức khỏe gia liệt tất từ này giờ im lặng đột nhiên cười cất giọng nói nhưng tiếc là hôm nay việc này không tới phiên các người được quyền lựa chọn gì ngoài việc bán đứt phường thị này cho chúng ta không muốn bán cũng phải bán gia liệt tất Xưa kia bọn ta nghĩ ngươi thật sự như chó nhà có tang đã tha cho ngươi một con đường sống. Đại trưởng lão âm trầm nói, thật có lỗi quá trên đời này không có bán loại thuốc hối hận gia liệt tất cười gần chiếc khuôn mặt có phần thâm độc khủng ác làm cho người ta phát lãnh hai năm trước gia liệt gia tộc bị làm tổn thương hôm nay gia liệt tất ta muốn hoàn thỏa trả lại toàn bộ cả vốn lẫn lãi cho tiêu xa các ngươi nếu các ngươi thật sự muốn cưỡng bức cướp đoạt tiêu xa ta đây cũng chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách. nhìn gia liệt tất xấu như một thứ độc xà, đại trưởng lão trầm mặc một chút chân điểm nhìn nói hiện tại thì lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không liều lĩnh đánh bừa mà lại chọn kỹ thời điểm ha ha lão vương bắt đán ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta liều mạng sao có bổn sự hãy mời tiêu chiến ra đây đi chứ Bà lão sao hỏa các người dáng vẻ bây giờ kém cỏi một mình ta là có thể hoàn toàn giải quyết gia liệt tất lúc này cửa lạnh nói Khoe mắt hơi hơi co giật đại trưởng lão phất phất tay ra dấu đem đám tộc nhân tiêu xa sắp nổ điền kia ngăn lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xa liệt tân trầm chọc lạnh lùng nói chỉ cần ngươi dám động đến tiêu xa con cháu tiêu xa chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi ăn không ngon ngủ không yên chỉ cần nó trở về ngươi đợi mà tiếp nhận sự trả thù điên cuồng đi Hắn khoe mắt bỗng nhiên nhảy dựng chẳng biết vì sao, không chỉ có ra liệt tất cùng với áo ba mặt đốn trầm mặc lại, ngay cả tiên luyện dược sư xa lạ bên cạnh, bàn tay đang đặt ở trên ghế thải sư cũng là nhịn không được này bật lên trên một cái. Trong đầu của mọi người chậm rãi hiểu rộ rõ Do hình bóng một người tuổi còn trẻ. Hai năm trước chính gã thiếu niên mới 18 tuổi này đem ra liệt gia tộc như mặt trời giữa lúc chỉ ngõ đánh hạ xuống vực sâu vạn trượng. Hai năm sau cùng gã thiếu niên ấy đã trực tiếp chống lại vân làm tông, không ngờ lại bảo toàn sinh mệnh trở ra. Phải biết rằng ở trong mắt tất cả bọn họ thế lực của vân Lam tông cơ hồ giống như là một thứ thần linh vậy. Chỉ cần bên trong vân làm tông tùy tiện xuất ra một người đơn giản có thể đem thực lực càn quét sạch xe ô thản thanh. Ở lần đầu tiên nghe thấy tin đồn tiêu xa tiểu tử ấy Đại chiến Vân Lam tông, dường như toàn bộ mỗi người ở ổ thần thánh đều hồi bị ngơ ngác trong phút chốc, mà những thế lực vì ủng hộ tiêu xa lại thêm từ trong xương cốt tản mắt xa thấy lạnh cả người. Nếu không có vị thần bí cường xa kia nén nói cho ra lửa tất thì lão cũng không biết, Tin tức nói tiêu viêm đã bị vân Lam tông nén nút đánh chết, lúc này chỉ sợ cho ra lửa tất thêm 10 lá gan cũng không dám đến tiêu xa nhân lúc cháy nhà mà đến hồi của, cho dù lão đã tìm được một tên tam phẩm luyện dược sư làm chỗ sữa. Ô, vậy thì ngươi cứ chờ đi, chờ người chết sóng e rằng có thể được gặp mặt cái tiền tiểu viêm tiểu hỗn đảng ấy đấy. Gia liệt Tất lúc này cửa lạnh một tiếng nói, ý đồ lợi dụng việc này tra giấu sự sợ hãi của mọi người. Áo lão ca không cần chỉ hoãn nữa, nếu bọn họ không chịu đáp ứng, vậy trực tiếp động thủ đi. Tiêu xa mấy năm nay độc quyền cũng có điểm làm cho chúng ta phá sản, không cần phải khách khí nữa. Gia liệt Tất quay đầu về hướng của áo ba mặt đốn nói, ô. Bao vị trưởng lão đã không thức thở như vậy cũng đừng trách ta chẳng coi trọng tình cảm và thể diễn. Áo ba mặt đốn thường tiếng thở dài một hơi phất phất tay, nhất thời thì mấy chục tiền đại hán ở phía sau lưng, soạn một tiếng rút ra vũ khí sắc bén bên trong, về mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào tộc nhân của tiêu gia phía đối diện. Con mẹ nó, các người đã đuổi tận giết tuyệt, tiêu xa ta đây cũng quyết liều mạng, chỉ cần còn một người sống, người cũng muốn các người phải chịu khổ sở. Bàn tay đập thật mạnh ở trên mặt bàn, đại trưởng lão vốn liên tục kiềm chế cuối cùng thì bùng nổ ra đây, đột nhiên đứng dậy gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão, tiêu ra dù nhiều trứng mọc trên cũng không lùi bước, cùng bọn chúng liều mạng, sau đó mấy chủng tiền tộc nhân tiêu xa sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà ra vẻ đỏ bừng. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được về sau cái này tiêu viêm tiểu tộc trưởng trở về Đến lúc đó oán hận này hôm nay nhất định sẽ hướng về bọn chúng sốc lòng bảo thủ cho chúng ta Đại trưởng lão thở hồn hẹn nhín sang quát Tiểu tộc trưởng cái danh xưng này được vị trưởng lão tiêu biểu đáp lời đồng ý trở thành người kế tùng chức tộc trưởng gia tộc trong mai sau Vậy theo tin tức loan truyền tiêu viêm đánh với Vân Lam Tông khiến cho mỗi một tộc nhân tiêu gia Đối với người tên gọi là tiêu viêm đều cảm thấy tự hào Bao gồm bảo vị trưởng lão năm đó khinh thường hắn Thật có lỗi quá, các người không có một chút nào có cơ hội để tồn tại. Ngày xưa tiêu viêm hại chết đệ tử của ta, ngày hôm nay tiện thể mời tiêu xa các người bồi táng theo nó đi. Lão liền rực xưa vẫn trầm mặc kia chật đứng lên giọng khàn khàn nói. Chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt có láo đảo qua một người tiêu xa thản nhiên nói. Quên nói cho các người hay, đệ tử của ta chỉ là người chế xa luyện thường dược cho gia liệt gia tộc năm đó, liễu tịch theo lời nói của lão chậm sẽ hạ xuống một cỗ khí thế lớn mạnh đạt đến lục tình đại đấu sư từ trong cơ thể đột nhiên dữ dội bốc lên do cố khí thế này đang áp bức nó đám người đại trưởng lão vẫn chịu nội thương không nhẹ vội vàng lui về phía sau vài bước sắc mặt càng thêm trắng bệch giết sạch chúng một tiền cũng không lưu ra liệt tất cửa lạnh nhìn tộc nhân của tiêu xa trò đá còn mắt rất thầm độc nói Hôm nay ông trời muốn thực sự muốn tiêu già ta diệt vong Nhìn đám người kia cười ác độc nhắm vào bọn họ vây chặt Đại trưởng lão khóe miệng bỗng tràn ra một dòng máu tươi Sắc mặt có chút ảm đạm tuyệt vọng Cọt kẹt, ngay khi mọi người tiêu xa đang định liều đánh chết Ấy là lúc âm thanh tiếng đẩy cửa bên trong chéo bất thình lình phá vỡ bỏ không khí giết chóc sắp bắt đầu. Cửa phòng từ từ mở ra, ánh mắt mặt trời theo khẽ hở cánh cửa chán đến, cuối cùng vương thẳng khắp đại sảnh ngoại trừ một điểm. Mọi người trong đại sảnh hoàn toàn đầu nhìn ra lại phía đại môn, nơi đó hình dáng một gã thanh niên gầy tòng đang thong thả đi vào thật có lỗi quá ta về muộn rồi âm thanh gã thanh niên thản nhiên lại vàng dội đến âm thanh này mơ hồ có chuyên quen thuộc đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ngơ chợt lúc này gắn gượng thân thể hệt như là sắp ngã xuống hai giọt lệ đúc xúc động dài hơi rơi xuống khuôn mặt xa nua Ánh sáng mặt trời phía ngoài thông đạo theo khe cửa lan tràn đến, thân hình gã thanh niên gầy trong đó đang thong thả đi vào, thái độ mục hạ vô nhân đi xuyên qua đám đại hán đang lần lần vũ khí trong tay, từ về mặt đỏ đấn của gia liệt tất, áo ba mặt đốn hai người bên cạnh từ từ đi qua, bên trong đại sảnh bầu không khí yên ổn trần lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiếng hơi thở ruồn rập ấy đang xâm chiếm lấy. Trước toàn bộ ánh mắt đang nhìn chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi tới chỗ đám người của tiêu xa, cố đầu nhìn lão nhân ấy một thời hung tàng ngang sọc, nay đôi mắt xả đẫm lệ vì xúc động đã vội vàng nhẹ nhàng khom lưng. Tiêu, tiêu viêm, Giữa sự tiêu đỡ của tộc nhân phía sau, đại trưởng lão kích động nhìn gã thanh niên trước mặt so với vẻ non nớt hai năm trước, trên khuôn mặt ngoài đường nét tuân tú thêm vài phần cường ngãnh. Âm thanh của lão nhịn không được có chút run rẩy nói, thật là người. ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão nét mặt xa nua, nghĩ lại năm ấy từng trà đạp về hắn dưới chân, tiêu viêm cười khẽ gật đầu trong lòng lại có chút cảm khái. Trải qua hai năm rèn luyện, gã đã trở nên trên chín chắn hơn rất nhiều, nhưng oán hận của năm đó đã theo dòng thời gian cuộn trôi, phai nhạt đi rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, bản thân gã cũng là người trong gia tộc, khó mà xóa bỏ quan hệ huyết thống ấy được. Đại trưởng lão đích sắc là tiêu viêm thiếu xa. Tiêu viêm thiếu xa về rồi, tiêu gia của chúng ta có người rồi đám tộc nhân tiêu gia kia đang diều đố đại trưởng lão nét mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết cơ hồ kích động có phần miệng nói mồm chẳng nói, nói lời đường nét khuôn mặt có thể là hai năm trôi qua lại có phần màng máng quen thuộc bây giờ mọi người tiêu xa hai ngày này tinh thần cực kỳ căng thẳng liền như chút đỡ gánh nặng thở ra một hơi ngày tức khắc một bầu không khí vui mừng thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó một vài người định lực kém một chút đều thậm chí nhịn không dư được phát ra âm thanh ồ ồ vui sướng nhìn trưởng lão cùng với tam trưởng lão nhìn nhau trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi cười tùng tìm sàn ánh mắt bên trên khuôn mặt tuần tù lãnh đạm ấy vui mừng gật đầu trải qua hai năm rèn luyện trước đây bộc lộ tài năng sớm lên đã gã có mấy phần hay kích động người khác gã tổng vạn bối u mê này giúp cuồng sở nhờ bớt phong túng khí lực của mình lại cứng quá rất dễ gãy bộc lộ tài năng quá mức đâu hoàn toàn không phải là chuyên tốt bảo kiếm phải ở trong vỏ kim khí mới che đầy xúc tích đó mới thật sự là con đường chính đạo đem so với mọi người tiêu xa gia đang xao hò lúc này phía đối diện cả đám người của gia liệt tất vốn khích lệ giờ hùng hăng cũng là nháy mắt như hỏa pháo bị tịt ngòi mỗi người đều ngử ngác nhìn nhau bàn tay nắm chặt vũ khí là nhìn không được là có chút rồn rẩy mấy ngày này hầu như ngay cả người bình thường thấy trong ổ thản thành đều nghe nói không người nào mười phiên bản bất đồng của sự kiện chấn động tiêu viêm đại chiến vân làm tông mà mọi người đều với loại nhân vật sống nhiều chỉ tồn tại trong truyền thuyết này trong tâm tư đều hoàn toàn kính sợ đến nay kẻ đó xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt bọn họ cũng khó trách đám xa hỏa này lắm sát khí kiêu ngạo cũng đều cảm thấy hoảng sợ đến vậy mẹ khiếp ra liệt tất ngươi là cái đồ hỗn đán ngươi không phải nó tiêu viêm đã bị vân làm tùng né nút đánh chết rồi sao sao bây giờ hắn vẫn còn sống mắt nhìn chòng chọc ra hình bóng gầy tòng ấy đưa lưng về phía cậu bọn họ áo ba mặt đốn trong mắt khó có thể che số nổi kinh hoàng sắc mặt của lão tái mét xoay người lại tôm lấy cổ của áo ra liệt tất giận dữ lúc này thấp giọng quát trong tiếng thét này có điểm run rẩy tầm mắt xấu nhơ bị đóng xính phía bên trên tấm lưng ấy vậy da liệt tức khỏe miệng không ngừng rôn rôn hai chân lúc này như muốn nhũn ra lão khốn khổ miệng muốn nuốt xàm ngụm nước bọt khuôn mặt vốn thâm độc hùng ác lúc này là có chút khàn khóc ra thảm thiết lên ta làm sao mà biết được người đó rõ ràng nói tiêu viêm đã bị đánh chết với thực lực của hắn không cần thiết phải lừa gạt một cái tiểu gia tộc như ta chú